70. Đầu cao. Này một mình chị cạo ha, chị cạo hai người đó, một người chia sao được nổi. Vâng. 90 cây mà. 90 cây hả? Chị với chồng chị hả? Quá trời luôn, chưa lãnh lương không? Này hả, ứng mẹ hết 18 triệu 2 tháng rồi nè. Vậy hả? Mà còn 2 tháng chưa bộ 18 triệu. Thấy sổ ra nào bên. Ứng 18 triệu này ngày 7-8 trăm. Hai tháng hả? 18 triệu 2 tháng hả? Cào 2 tháng mới được 18 triệu nè. Mình tính hết 18 triệu rồi, mình vẫn thiếu mấy trăm mới được 18 triệu. Hôm qua được 97 ký nè. 28 triệu 2. Hành lý, của chị hành lý hả? Không, hành lý, mà đó nó đồ ké nhiều quá nên nó không có độ. À. Ké mấy chục ký. 291. Này lựu nhà phải không? Ừ. Nhà cạo 900 cây vậy, bữa cạo bữa nghỉ hả? Ở đây 900, ở trong kia 700. À. 700 này được gần tà 2 đó, vườn mua phép, vườn mua nước. Ở trong... Vườn cấp 3 không kia kìa, trong quan á. Không biết đi vô. Ở trong đường quẹo vô Đập Phước Hòa có lóc cao su của nhà nước phải không chị? Ừ. Dạ. Ba năm bảy của anh hả? Năm trăm lẻ sáu à, của anh đó hả? Hôm qua mẹ đưa tiền chưa? Quá hả? Mẹ em đưa tiền, bà lấy gì đưa? Hết chưa? Hết rồi cô. Cộng hết này ra rồi, yeah. Trừ cho cô 320 nhé. Dạ. Xong chưa ạ? Xong chưa xong, chỗ ký xíu. Đi mua mũi cho nó, mẹ ai nấu cơm cho ạ? Không nhau anh nấu, vừa đi về cái nó mất rồi. Thế ông đâu? Ông vừa đi chút mũi về, ông nhọc cái anh đâu. Làm gì có mà nhọc cái vậy hả? Chỉ có tam phải nhất trên đời, nó là tao đàn ông, nó là mệt, nó là cái gì nấu cơm nấu nước dọn dẹp nhà cửa, tới cái chồng cái là mệt về nấu cọc luôn cái kiểu hai chồng đi làm giống nhau, đi cạo giống nhau, đi rút mũ giống nhau, mình nhiều việc đó, còn đàn ông còn nằm còn từng ngày còn bao nhiêu vậy? Yên tâm, mày muốn bộ khổ đó.
kêu đi trời. Một cái phiếu nào đó con? À, cái phiếu cái kia là Hân nó ghi sổ 49 ký con, 34 nội bộ. Ghi ra đây, đưa tiền ra.